Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Chung cư tự sát, tác giả Triết Sâm, tập số 5. Bích Vy vô cùng ngạc nhiên. Cô chạy lại chỗ ghế mà Vũ Long đang ngồi. Vừa lại gần, cô liền hỏi ngay: Anh làm cách nào mà xử lý cái xác không một dấu vết vậy? Rõ ràng nãy giờ anh đi lên đây làm gì có thời gian mà thu dọn tàn cuộc đâu. Đúng là không phải tôi làm, mà là người khác làm cho tôi. Cô cứ yên tâm đi, nó đã được trả về nhà xác rồi, sẽ không ai phát hiện ra được đâu. Cái xác này nhìn qua đã chết hơn 10 ngày chưa có ai nhận. Tôi sẽ tìm cách an táng sớm cho nó, dù gì cũng phải xử lý thỏa đáng cho người đã khuất. Họ bị mượn xác hoàng hồn nên tôi không để họ bị thiệt thòi đâu. Thôi được rồi, mọi chuyện ở đây phiền cô chăm lo cho Thủy Tiên. Lúc cô ấy tỉnh cũng xin đừng nói là tôi đã giúp đỡ hai người. Cứ để cho Tiên và gia đình của cô ấy nghĩ rằng chính cô đã cứu Thủy Tiên nha. Bích Vy còn muốn nói gì đó, nhưng Vũ Long không để cô lên tiếng mà đã nói thêm: Xem như điều này là điều tôi mong muốn, không bị quá nhiều người để ý tới mình. Xin cô đáp ứng cho. Bích Vy chỉ có thể gật đầu đồng ý, không tiết lộ mọi chuyện liên quan tới Vũ Long ở đây. Vũ Long đứng dậy, một lần nữa quay trở lại phòng bệnh của Thủy Tiên đang nằm dưỡng thương. Cô đang say giấc nồng, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí vì mới trải qua ca phẫu thuật dài. Nhìn ngắm cô một lúc, Vũ Long mới yên tâm bước ra ngoài. Trước khi đi, anh miệng bấm khẩu quyết, tay chỉ vào bốn góc căn phòng để tạo ra một phong ấn mạnh hơn, bảo vệ cho an toàn của cô. Chỉ có như vậy anh mới an tâm đi xử lý mọi chuyện. Ánh mắt hướng về phía Tiên, cố thu trọn mọi hình ảnh của cô vào trong mắt. Thấy mọi thứ đã ổn, Vũ Long quay lưng bước ra phía cửa. Bất chợt giọng của Thủy Tiên cất lên: Long, Vũ Long. Câu nói như xoáy vào tai anh, khiến cho anh đứng sững lại, cứng đơ cả người. Anh nhẹ nhẹ quay đầu lại nhìn Tiên, thì cô vẫn đang say giấc. Thì ra chỉ là lời nói trong lúc mê man. Tay anh nắm thật chặt hình nắm đấm, sau đó quay đi. Bích Vy ở gần đó liền nói: Tiên nó hay ngủ ngáy, nhưng mà thỉnh thoảng có gọi tên bạn trai cũ trong lúc ngủ lắm. Có anh công an tên Vinh á, đang theo đuổi bạn ấy dữ lắm á, mà nó chưa có ưng. Hình như bạn trai cũ của anh Tiên tên là Long thì phải. Vũ Long từ đầu tới giờ luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm mọi việc. Nhưng lúc này trái tim của hắn dần mềm lại, như có dòng suối chảy qua. Giọng không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn: Đây là chuyện riêng của cô ấy, có lẽ tôi không giúp gì được cho hai người rồi. Bây giờ tôi phải đi truy tìm tên kỹ thuật sư đó để làm rõ mọi chuyện. Cô hãy ở đây chăm sóc cho Thủy Tiên đi. Bạn của cô là Mạnh Thuận Âm, cũng dễ bị âm hồn chú ý. Lúc này cô ấy cũng đang yếu ớt, nguyên khí bị tổn thương, cần phải để ý nhiều hơn. Nói xong, Vũ Long quay lưng bước đi. Bích Vy chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của anh và quay lại nhìn lên giường bệnh của Thủy Tiên đang nằm. Sao hai người này cứ cho cô cái cảm giác họ rất liên quan với nhau? Hắn ta rõ ràng miệng luôn nói là không quen biết Thủy Tiên, nhưng mọi chuyện làm ra đều bị cô. Trên đời này lại có một người tốt bụng với người lạ một cách tận tâm như vậy hay sao? Rồi ánh mắt hắn nhìn Thủy Tiên thâm tình đến như vậy nữa chứ. Tiên à, bà mà không mau tỉnh lại, chắc tôi sẽ chết vì tò mò. Cô đi đi lại lại, rồi nằm phịch trên chiếc giường dành cho người nhà của bệnh nhân. Ánh mắt mơ mơ màng màng, chìm vào giấc ngủ. Duyên nở duyên tàn, tình đến rồi đi, không phải là thứ mà chúng ta có thể khống chế được. Thứ chúng ta có thể làm là trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi ở bên nhau. Người nói vô tình, người nghe có ý. Em ở ngoài sáng, anh ở trong tối, sẽ luôn là người thầm lặng bảo vệ cho em. Tình yêu là gì?
mà làm cho chúng ta luôn rơi vào những hồi ức không thể nào quên. Đôi khi gặp nhau chỉ là một lần, nhưng có thể nhớ nhau đến trọn đời. Đâu ai có thể khẳng định được yêu một giờ, một ngày, một tháng không phải là yêu. Chỉ là cảm xúc của con người thì không có gì chi phối được. Nó là sự đồng điệu trong tâm hồn cùng với nhịp đập của con tim. Tình yêu giống như một sợi chỉ vàng, buông tay thì mất, mà càng siết chặt thì lại càng đau. Những tia nắng buổi sáng ban mai đang ló dạng sau những tán cây, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Vũ Long thả bước ở sân chính của sảnh trước bệnh viện. Khung cảnh lúc này đã có chút ồn ào náo nhiệt. Ai cũng bận rộn qua lại về những công việc riêng của mình. Có thể thấy được người bắt đầu làm việc sớm nhất là những cô chú lao công đang dọn dẹp, quét lá trụng ở sân. Xa xa là bóng dáng người thân của bệnh nhân đang đi đi lại lại gần khu vực căng tin. Ở đây được mở bán 24/24 nên không lúc nào mà vắng bóng người. Anh đi ngang qua sảnh của khu vực cấp cứu. Nơi đây ồn ào, bận rộn, nhưng không phải là vui vẻ, mà là sự gấp gáp của các y bác sĩ để kịp cứu chữa cho bệnh nhân. Chỉ mới hôm qua thôi, chính Vũ Long cũng là người ở tại nơi này mà đưa Thủy Tiên vô phòng cấp cứu. Tâm trạng lúc đó của mình như thế nào chứ? Có lẽ cũng như những người nhà của những bệnh nhân ở đây, lo lắng, sợ hãi, bất an. Anh không mong mình với Thủy Tiên sẽ phải gặp nhau trong trường hợp như thế này nữa. Bên ngoài bệnh viện lúc này, khung cảnh nhốn nháo hơn bên trong. Mọi người đang ùa vào mỗi lúc một đông hơn. Người thì đi qua khu vực gửi xe, người thì đứng trước phòng bảo vệ để hỏi đường, người thì đang đọc bản hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh. Ai cũng hối hả đi đi lại lại, cố gắng giải quyết công việc thật nhanh. Vũ Long đưa mắt quan sát nhìn ngắm mọi việc xung quanh, thì vô tình bị một chàng trai va phải. Anh ta khoảng hăm mấy 30, khuôn mặt chữ điện, quần áo sơ vin cẩn thận, mái tóc có chút rối bời, nhưng trên người toát ra vẻ khí khái chính trực, ngũ quan rõ ràng. Con mắt có chút thâm đen như hơi thiếu ngủ, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ lịch sự chính trực đó. Chàng trai đi vào bệnh viện một cách vội vàng, trên tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, mà không quan sát nên vô tình đụng vào Vũ Long. Chàng trai biết mình có lỗi nên mỉm cười cúi đầu, tỏ vẻ xin lỗi Long vì cú va chạm vừa rồi. Long cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Cùng là nam nhân, chút chuyện cỏn con như thế này không phải lý do để xảy ra mâu thuẫn. Chàng trai vội vã bước đi vào bên trong. Khi đi ngang qua Vũ Long, có nghe được loáng thoáng hai chữ Thủy Tiên thốt ra từ miệng của anh ta, thì không khỏi giật mình mà quay ngược lại xem cho kỹ mặt đối phương. Tuy nhiên lúc này chỉ còn thấy bóng lưng của anh ta đang đi như chạy về phía sảnh của bệnh viện. Anh ta là bạn của Thủy Tiên sao? Hay chỉ là đang tìm người trùng tên thôi? Nhưng mọi suy đoán chỉ có thể để trong lòng. Chân Vũ Long không tự chủ được mà bước nhanh hơn ra bên ngoài khu vực để xe máy. Chiếc xe phân khối lớn màu đen của anh nhìn thật bắt mắt. Nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc xe ở đây. Có lẽ cũng chỉ có Vũ Long mới là người duy nhất dám mặc cả một cây màu đen vô bệnh viện như thế này. Anh lên xe, chạy thật chậm ra cổng bệnh viện. Thoáng nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, đang tỏa ra những tia nắng ấm áp đầu ngày. Sau đó chạy vụt đi, chỉ để lại một làn khói mỏng khiến cho ai nấy cũng đều phải ngoái nhìn. Chàng trai lúc nãy chạm vai Vũ Long không ai khác chính là Vinh, cũng là anh công an luôn giúp đỡ Thủy Tiên hết mình. Anh cũng mới đi công tác từ tỉnh về, không kịp tắm rửa nghỉ ngơi gì mà chạy ngay vào bệnh viện. Khuôn mặt anh có chút căng thẳng khi gọi điện cho Bích Vi để hỏi phòng bệnh của Thủy Tiên, nên đã không để ý mà va chạm với Vũ Long. Đối phương cũng không bận tâm, cho nên cả hai mỗi người đều tiếp tục với mục tiêu riêng của mình. Chỉ là họ không biết mối quan hệ của họ sau này không đơn giản chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua, mà là bánh xe của định mệnh đã khởi động. Ai trên chuyến xe này
rồi cũng sẽ liên quan tới nhau. Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, vô duyên đối diện, bất tương phùng. Chiều hôm đó, đúng tâm trạng ôm cây đợi thỏ, Vũ Long đã mai phục ở gần khu chung cư. Trời chưa vào đông, nhưng gần đây khí lạnh bao trùm. Chung cư tiêu điều, làm cho những ai tới gần phải sởn tóc gáy. Tiếng quạ bay ngập trời, báo hiệu như có điều gì đó bất thường. Vũ Long như thói quen, ngồi vắt vẻo trên một cái cây to, cách khu chung cư không xa. Anh đã ẩn đi khí tức của mình, cho nên không ai có thể phát hiện. Bấn bộ đồ đen trùm kín từ đầu tới chân, chỉ lộ ra một đôi mắt rất sắc bén cùng với ánh nhìn dọa người. Nhưng nếu nhìn toàn bộ khuôn mặt thì vẫn là vẻ ngoài phong trần, không theo một quy tắc nào cả. Nhưng khí tức trên người toát ra thì không hề tầm thường, làm cho người khác nếu một lần gặp gỡ sẽ có những ấn tượng khác sâu. Anh đang nằm ẩn trong lùm cây mà nói chuyện với Hồ Tiên. Ngươi nghĩ tên khí thuật sư kia có quay lại không? Chắc chắn sẽ tới chứ. Là tôi mà bị cướp đi bàn như vậy á, thì phải ăn thua sống mái một trận mới thôi, đâu dễ gì bỏ qua được. Ngươi cũng lành quá ha. Nếu mà không nhìn mà chỉ nghe giọng nói á, ta còn tưởng ngươi là con người luôn đó. Cũng biết nghĩ ra mưu đồ quá chứ. Chủ nhân à, người ta sống lâu cũng có suy nghĩ giống con người chứ bộ. Theo chủ nhân tu luyện, biết đâu tôi hữu duyên tu đủ kiếp hóa người thì sao? Nhưng mà lúc đó lấy tên gì cho ngầu ha? Làm người có sướng không ta? Nghĩ tôi thấy cũng vui rồi đó. Đang cười, tự nhiên con Hồ Tiên lại thở dài, phe phẩy cái đuôi. Ôi, không biết phải tu luyện bao năm mới hóa thành người được đây chứ. Nói xong, nó nhảy qua nhảy lại những tán cây, giống như một chú sóc nhỏ đang đi tìm thức ăn. Vũ Long chỉ biết cười trừng. Đúng là chủ nào tới đó, đến cái tính cà phớt cà phơ của chủ nhân cũng học theo cho được. Nhìn con Hồ Tiên thần thú của mình với vẻ mặt đầy suy tư mà không khỏi mắc cười. Làm gì có loại vật nào mà mặt căng thẳng cho biết làm trò như nó đâu chứ. Đột ngột khuôn mặt Vũ Long biến sắc, thu lại vẻ vui đùa như lúc nãy mà trở nên nghiêm túc hơn. Hắn cảm nhận có một luồng khí tức âm hàn đang từ đâu bay tới. Vũ Long nín thở ngoắc tai với Hồ Tiên. Nó cũng dần nghiêm túc trở lại. Hai chủ tớ đưa mắt nhìn lên tận sân thượng hôm qua đã tạo kết giới, thì bây giờ có một bóng đen đang đứng ở đó, đưa mắt nhìn xuống như thể đang tìm kiếm điều gì. Trời đã ngả tối, chỉ còn le lối chút ánh sáng cuối ngày ẩn sau rạng mây phía chân trời. Gió thổi từng cơn làm cho khu chung cư này quỷ dị hơn hẳn. Không chần chừ nữa, Vũ Long buộc nhảy xuống thân cây, men theo ven đường cây cối chằng chịt mà tiến bước vào trong. Không để ý xung quanh, Long ẩn mình chạy như bay theo lối cầu thang cũ kỹ ẩm thấp mà lên sân thượng. Nếu dùng thiết bị dây kéo bắn lên đó rồi leo lên cũng được, nhưng lại sợ rút dây động rừng, đám hắc khí sẽ thấy mà chạy đi mất. Lúc đó mọi chuyện thành công cốc, cho nên buộc lòng phải đi thang bộ. Long vừa thở hổn hển vừa nói: Hồ Tiên à, biết chạy từ đầu á, mai phục trong này là được rồi. Làm màu làm chi, bây giờ chạy mười mấy tầng lầu mệt muốn chết. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng tại cái tên khí thực sự quỷ quái đó, ta phải bắt hắn trả giá cho những gì hắn gây ra cho mọi người. Con hồ ly trên vai Vũ Long không khỏi che miệng cười trộm chủ nhân của mình. Đẩy cánh cửa bước lên, đập vào mắt anh là một khung cảnh hỗn loạn đến mức tưởng tượng cũng không hình dung ra được. Là Bích Vi và một cái bóng đen nữa đang quần tảo nhau. Hóa ra là cô nhóc Bích Vi đang giao chiến với cái bóng đen vừa bay vào chung cư kia. Lại kể về Bích Vi, sau khi có anh Vinh tới thăm và có ba mẹ Thủy Tiên ở đó, cho nên cô nhóc quyết định quay lại khu chung cư để xử lý cái tên khí thuật sư hãm hại người kia. Bích Vi tin chắc rằng chính hắn ta đêm qua đã sai sát sống đến mà làm hại Thủy Tiên. Lòng cô nhỏ cứ nôn nóng, cảm thấy nếu như chậm trễ thì sẽ không biết còn bao nhiêu mạng người sẽ phải chết nữa đây.
Nghĩ là làm, cô nhóc liền lên đường ngay. Cũng dùng chiêu ôm cây đợi thỏ, nhưng cô thì trốn trong một góc ở tận sân thượng. Hóa ra hai người đều tới, nhưng phục kích ở hai nơi khác nhau. Không biết đã đánh được bao lâu rồi, nhưng Bích Phi đang bị yếu thế. Chỉ thấy nó bay lẩn vẩn xung quanh mà cười lên khanh khách nói: Người chính là người đã phá kết giới của ta ở đây sao? Trên người còn có bùa thổ thần bảo vệ nữa hả? Con nhãi kìa, xem ra mày có phòng bị từ trước. Nhưng mà nhóc con à, mày nghĩ tao có sợ mày hay không hả? Bích Vị bức xúc đáp trả ngay: Khí từ các pháp thuật của các nữ khí thuật sư bốn phải là trong sạch tinh khiết, sao quà tài của ngươi á để thành ra hắc khí đen ngợm vậy chứ? Ngươi quá độc ác, không còn là khí thuật sư giúp đời giúp người nữa rồi. Khi nghe Bích Vị nói tới ba từ khí thuật sư, cái bóng đen như càng bị kích động hơn. Nó bay lượn xung quanh, tung ra những chiêu tàn nhẫn, chứ không còn vờn như lúc nãy nữa. Nhóc còn nhiều chuyện, đó là việc của tao. Tao cũng chỉ cần một mạng người nữa thôi, sau đó sẽ không ai phải chết nữa. Sao mày cứ nhất định ngăn cản vậy chứ? Bà đã hại 6 người rồi, bây giờ còn muốn thêm một mạng nữa sao? Sao bà lại độc ác như vậy? Rốt cuộc là gì, mục đích gì? Chẳng phải việc của mày. Xem đây. Cái bóng đèn lao tới, lập tức hóa thành nhiều xúc tua như rễ cây sần sùi, ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ, chực chờ cắn nuốt đối thủ. Dù có được ánh sáng từ bùa thổ thần bảo vệ, nhưng Bích Vi vẫn không thể địch lại được một chiêu thức thâm độc đến như thế. Tức thì trong tranh từ phía sau lưng Bích Vi, Tiên Cô Hoa Điểu Quyên xuất ra. Tiên Cô điều khiển một con chim điểu bay ra đỡ đòn, ôm trọn lấy mà bảo vệ Bích Vi. Thì ra Tiên Cô đứng về phía con bé này, lần trước đã bỏ qua không giao tranh, lần này xem ra Tiên Cô không nể mặt Yến Hạc Sơn nữa hả? Khí thuật sư như bà lợi dụng thiên thuật từ khí thần mà hại người chết oan, lần này ta không tha thứ cho bà đâu. Tiên Cô có hình có dạng, nhưng đều nhờ thiên thuật của khí thần từ thánh cô của núi cả đó. Nay là ăn cháo đá bát sao? Được lắm, hãy xem đây. Bích Vị nói chen vào: Bà ta chỉ dùng thuật sức hồn, cho nên sức mạnh cũng không vượt trội mấy so với chúng ta đâu. Còn với Tiên Cô phối hợp, bảo đảm là cũng thua đâu. Hoa Điểu Quyên nhất trí, cho bay vào giao đấu với linh hồn của khí thuật sư kia. Bích Vị tài kết thủ ấn, lấy ra một số đạo bùa đã chuẩn bị từ trước. Nhỏ di chuyển liên tục nhằm hướng cái bóng đen mà phóng tới. Tiên Cô dùng hỏa cảnh và chim thiên điểu đối đầu lại với thuật chi phối tâm trí của nữ khí thuật sư, cho nên cũng có thể gọi là ngang tài ngang sức. Hai đánh một không chột cũng què. Bích Vi dần chiếm ưu thế hơn, vì vừa sở hữu bùa thổ thần, vừa có được sự trợ lực từ Tiên Cô. Lúc này con nhỏ tự tin đến lạ thường, càng đánh càng hưng phấn. Nhưng mà ông bà ta nói cấm có sai, vui quá hóa buồn, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Tự tin quá cũng dễ bị rơi vào chủ quan, để cho người ta nắm bắt được sơ hở. Trong lúc nhỏ đang kết thủ ấn, giơ tay nhằm thu hồn của khí thuật sư vào lá bùa, thì đã để sơ hở, không có thủ ấn bảo vệ lấy cơ thể của mình. Bóng đen dùng thuật phân thân, chia tách cái bóng thành hai nửa, một bên chiến đấu với Tiên Cô, cầm chân không cho tới ứng cứu Bích Vị. Một nửa còn lại dùng đám hắc khí đen đặc siết chặt lấy cổ Bích Vị. Tay chân cô cũng bị khí đen bao kín, không thể nào cử động được. Mặt cô mỗi lúc một đỏ hơn, từng đường gân cổ hằn rõ lên. Bà ta ra chiêu thức nào cũng muốn đưa cô vào chỗ chết. Bích Vi giãy giụa liên tục, nhưng mà sức người có hạn. Cả ngày hôm qua cô còn ở trong bệnh viện trông nom cho Thủy Tiên, chưa được nghỉ ngơi lúc nào, nào còn sức mà một mình đấu lại đâu. Mắt nhỏ mờ dần, hơi thở cũng dần yếu ớt hơn, như thoáng chốc có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Phía bên kia, Tiên Cô không có Bích Vi trợ chiến, dần bị khí thuật sư áp chế. Bà ta ra tay hiểm độc, khí đen hợp thành một bàn tay, ra một chưởng đánh mạnh vào nguyên thần của Tiên Cô, buộc Tiên Cô phải quay trở lại trong tranh. Nếu không nguyên thần sẽ bị vỡ vụn, nên không thể bay tới cứu Bích Vi được.
Khí thuật sư lúc này lại càng mạnh hơn, hợp thành một thể, tấn công để mà bóp chết Bích Vi. Bà ta cười khẩy, tay siết mạnh, mỉm cười đắc ý, mang theo tâm thế chế nhạo. Phong ấn bằng bùa thổ thần, để tao không thể giết hại được ai nữa sao? Mày đúng là còn non lắm, nhưng mà cũng phải cảm ơn mày đó. Tao đang không biết phải kiếm cái đứa thứ bảy ở đâu, thì chính mày dẫn xác tới nộp mạng. Dù thật lòng, tao vẫn thích cái hồn mệnh thuần âm của bạn mày hơn. Năm lần bảy lượt tao tìm cách bắt hồn nó đi, mà con nhỏ đó xấu lớn đều thoát được cả. Bây giờ không lấy được thì thôi, đành lấy đỡ cái mạng của mày vậy. Đừng trách tao độc ác, chỉ trách mày quá nhiều chuyện can dự vào chuyện của tao thôi. An tâm, linh hồn của mày sẽ không cô đơn đâu. Mày và sáu con bé đã chết tại đây sẽ giúp thánh cô sống lại. Tất cả đều đáng giá thôi. Cả cái linh hồn này của mày cũng vậy nữa. Nghe những lời khó hiểu đó của bà ta, nhỏ bây giờ cũng chẳng suy nghĩ hay làm được gì, cũng không còn sức để mà phản kháng. Nhớ dần thấy cả người mình mất đi nhận thức, lực bóp ở cổ ngày một mạnh hơn. Nghĩ cái chết đang đến gần mình, Bích Vi khẽ mỉm cười, thầm nói mấy lời xin lỗi với cha mẹ, với tất cả mọi người, cho hẹn gặp mọi người ở kiếp sau nè. Vũ Long lúc này đang đi thang bộ mà phi vào. Đập vào mắt anh là cảnh Bích Vi đang bị bóng đen bao trùm toàn bộ cơ thể. Một cái xúc tu màu đen đang siết chặt lấy cổ cô ấy như muốn lấy mạng. Không chần chừ, anh dùng pháp khí, miệng hô khẩu quyết. Phá! Tức thì một đạo ánh sáng trắng như hóa thân thành mũi kiếm lao thẳng đến đẩy cái bóng đen đi. Hồn của khí thuật sư bị tấn công bất ngờ nên bị đạo ánh sáng trắng như cây kiếm vút qua, chia tách ra làm hai. Cái xúc tu đang bóp cổ Bích Vi cũng bị rơi xuống. Bóng đen tu lại thành hình người, nhưng chỉ là do đám hắc khí đen tạo ra. Nhìn nó không thể đoán ra nhân ảnh thực tế. Bích Vi rơi xuống sàn, cơ thể đau đớn khi chạm mặt đất. Mặt cô nhăn lên vì khó chịu. Cái cổ lúc này không còn bị siết chặt nữa, hơi thở đã được thông thoáng hơn, nhưng khí huyết vẫn chưa được thông. Cô nằm bệt ra mà thở dốc từng hồi. Con hậu tiên trên vai Vũ Long nhảy xuống, chạy tới bên Bích Vi để xem xét tình hình của cô. Một bên khác thì Vũ Long đang chiến đấu với tên khí thuật sư kia. Rất rõ ràng Vũ Long không phải dạng tầm thường để cho hắn có thể giải quyết dễ dàng như Bích Vi. Mày là ai? Lại thêm một thằng nhóc tới nạp mạng hay sao? Chúng mày như nhau cả, thích can dự vào việc người khác vậy chứ? Tôi lại bà không cần biết. Bà là một khí thuật sư, nhưng tâm hồn đã bị tà ma vấy bẩn rồi, sao còn xứng đáng danh xưng khí thuật sư nữa chứ? Hôm nay đừng trách tôi ra tay tiêu diệt, lấy lại công bằng cho những cô gái, những nạn nhân xấu số mà bà đã làm hại tại chung cư này. Thằng nhãi, mày mạnh miệng quá hả? Tới đây, tao tiễn hai đứa mày một thể. Gió đêm phất phơ thổi, ánh trăng khuyết đã lên cao, ẩn hiện trong đó là những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, trông đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cảnh đẹp như vậy nhưng không ai có tâm trạng mà ngắm nhìn, chỉ thấy hai bóng đen lao vào đánh nhau, một người một ma hồn, cho một trận pháp đống. Bà lão xuất ra hàng loạt đám hắc khí đen kịch về phía Vũ Long, khiến cho anh lùi về sau vài bước. Vì phải đối phó với linh hồn cho nên anh trút trong tắc lưng ra một thanh kiếm gỗ đào có khắc chữ Hán tự và bùa chú kỳ quái để mà ứng chiến. Kiếm khí cứ bay lượn dưới đêm trăng thanh vắng. Vũ Long khẽ niệm chú, ánh sáng màu trắng từ thân kiếm sáng trực lên, những hoa văn trên thân kiếm như có hồn uốn lượn không thôi. Lúc này nó không còn là thanh kiếm gỗ nữa, mà toàn thân đã tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Kiếm khí va vào hắc khí của bà lão tạo nên những âm thanh chát chúa. Đám hắc khí đen chạm vào ánh sáng từ kiếm gỗ liền bị tan biến ngay. Chỉ thấy thân pháp của Vũ Long nhanh nhẹn như sóc, thân ảnh phiêu như tiên, kiếm gỗ cứ như dính chặt vào thân mà bay.
Từng đạo kiếm quang bay tung tóe như điện, đang xen thoát ẩn thoát hiện, lúc mạnh mẽ như cuồng phong bão tố, lúc lại như phù quang lực ảnh. Trình độ kiếm thuật và pháp chú của Vũ Long bây giờ phải ngang ngửa các bậc tiền bối đại tông sư chứ chẳng chơi. Dưới ánh trăng hiện lên khung cảnh kiếm gỗ phiêu diêu không ngừng xoắn vỡ, lập lòe sáng tối chập chờn mà đánh. Bóng đen kỹ thuật sư thấy kiếm pháp đỉnh cao của Long đang phá giải hắc khí của mình bắn ra thì thất kinh. Bà ta không thể khinh địch nữa, miệng khẽ lẩm bẩm: quá nhanh rồi, không ngờ một người như ngươi lại sở hữu thứ kiếm thuật kết hợp với chú thuật ảo diệu như vậy, đúng là khiến cho ta mở mang tầm mắt đó. Lần này bà ta dùng thuật chú cổ, ma hồn như phát ra thứ ánh sáng màu tím, mỗi lúc một lan tỏa hơn, miệng liên tục lẩm bẩm niệm chú. Hai lòng bàn tay tỏa ra từng làn sương màu đen hòa với thứ ánh sáng tím, tạo ra những quả cầu lửa có sức công phá lớn. Lúc này cơ thể của bà ta như được tiếp thêm sức mạnh của tà khí nên mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên, nếu không sử dụng được sẽ bị phản phệ, đánh trở về nguyên hình nguyên trạng, tổn thương tới linh hồn đang thi chú kia. Bà ta liền vung tay, đám mắt khí tụ lại thành những mũi tên bắn thẳng tới Vũ Long. Nhưng thời cơ anh đang dùng kiếm chống đỡ, liền vụt về phía sau mà đánh lén. Long không hề nao núng, hóa giải hết đám hắc khí đen bay tới, sau đó quay ngược lại dùng kiếm đỡ một chưởng đánh lén của bà ta. Một tiếng động chối tai vang lên, Vũ Long đỡ đòn hất bà ta văng ra xa. Thân ảnh bà ta dừng lại, đứng yên vị sau lưng anh. Long vẫn giơ kiếm chỉ về phía sau, không ngoái đầu lại nhìn. Nương theo không khí cuộc giao tranh, đám hắc khí cuồn cuộn như sóng nãy giờ liền nhộn nhạo theo ánh trăng mà bình tĩnh trở lại, bay về phía bà ta. Ánh mắt Vũ Long sáng rực lên, cảm giác từ thể xác đến tinh thần đều dâng lên một nỗi thống khoái tràn trề. Đã lâu lắm mới đấu được với một kẻ mạnh như vậy, quả thật kích thích anh tột độ. Hào quang từ thanh kiếm làm cho toàn thân Vũ Long sáng như pha lì, tâm như trăng rằm, sáng nhưng thanh tịnh, thể xác tinh thần đều cân bằng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy Vũ Long ngón tay nhẹ nhàng chạm vào kiếm gỗ thì một đạo kiếm quang lóe lên. Lực kiếm mang đầy sự sục sôi, réo rắt, ngân vang mịt mờ thiên địa. Anh mắt lạnh lùng, xoay người về phía kỹ thuật sư, tay áo phất phới, chân phải lùi ra sau, dậm tiến lên. Kiếm khí trong hư không nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, dù là kiếm gỗ, nhưng nhát kiếm sáng trực như mặt trời tự thinh không, kéo ra một đạo phách vô tuyệt kiếm khí trường hồng, nối liền ánh trăng, như muốn xé nát bầu trời đêm, thấp thoáng những hoa văn trên kiếm có phần quá dị. Bà già kỹ thuật sư biết Vũ Long vừa tung ra tuyệt chiêu, liền gom hết hắc khí lại, tạo thành một tấm màn trắng. Bà ta gồng lên mà hét lớn. Nhưng khi chịu áp lực từ nhát kiếm, bà ta mới có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ nó. Tuy lặng như mặt hồ, nhưng bên trong vẫn hỗn loạn như thủy triều lúc giông bão. Không gì có thể hình dung nổi nếu trúng đòn trực diện của uy thế chiêu này sẽ mang lại hậu quả ra sao. Liền cả kinh, ngay cả quỷ thần ở cõi khác mà có hiện ra bây giờ cũng tan hồn nát phách. Bởi kiếm khoang sức như che được cả trời, nhìn lên đâu đâu cũng có kiếm khí bay tới. Đám mắt khí bà ta đem ra chống đỡ, giống như tờ giấy bị một cái kéo tùy tiện cắt liền vỡ vụn ra. Bà ta thét lên một tiếng, âm thanh như xé nát cổ họng, phát ra tê tâm liệt phế, thống khổ vô cùng. Sau đó ma hồn của bà ta từ vai xuống bụng bị chẻ ra làm đôi, vết thương trơn nhẵn như gương có phong ấn trừ tà, toàn thân đổ ầm xuống nền chung cư. Đường đường là kỹ thuật sư tu luyện bao nhiêu năm, bây giờ gặp người môn phái khác uy mạnh đến như vậy, một kiếm chí uy, sát quỷ sát thần. Bà ta lúc này chỉ là một linh hồn, không có cách nào có thể chống đỡ được chiêu thức mạnh mẽ của hắn ta. Bà ta cất giọng run run: Mày rốt cuộc là ai? Đoạn Thế tiên sinh. Nghe danh ngươi đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, quả như lời đồn. Chỉ tiếc ta bây giờ đang xuất hồn,
không đấu lại người. Bà ta biết mình trúng đòn nặng, hồn phách thương tổn nặng nề, nếu giao chiến nữa thì chắc chắn phải bỏ mạng ở đây, cho nên biến thân thành làn khói, nhanh chóng bay vụt đi. Không được, nếu cứ như thế này sẽ bị mất dấu bà ta mất thôi. Vũ Long dùng kiếm cứa lòng bàn tay, lấy máu làm vật dẫn, dùng chút bột lưu ly ở bên túi ném lên không khí. Tức thì máu và bột hòa với nhau, bay lên trời theo hướng của làn khói mà đuổi theo. Vũ Long có thể từ đó mà truy ra dấu vết của bà ta. Đây được gọi là thuật huyết lung, dùng máu của chính mình làm vật dẫn đuổi theo tà khí. Thuật này chỉ trong trường hợp khẩn cấp mà áp dụng với hồn tà ma thì mới dùng thôi, vì bản thân của nó cũng làm tiêu hao linh lực rất nhiều. Trước khi đuổi theo cái bóng, Long tiến tới đỡ Bích Vi. Lúc này cô cũng đã ổn, khuôn mặt trở nên hồng hào hơn, không còn tím tái như lúc nãy. Cô dựa lưng vào tường xem hai người giao chiến mà không còn sức để hỗ trợ, chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn thôi. Con Hậu Thiên cũng ngồi bên cạnh mà quan sát xung quanh, phòng ngừa một thế lực nào đó khác muốn ra tay giết Bích Vi mà không có người bảo vệ. Có sao hay không? Cảm ơn anh, em không sao. Anh lại cứu mạng em nữa rồi. Thật cảm ơn anh nhiều lắm. Tại sao lại đây? Chẳng phải tôi bảo cô hãy lo cho Thiên Điên, còn mọi chuyện tôi sẽ giải quyết mà. Em cũng an tâm ở nơi này. Anh thì cứ thần thần bí bí, lúc ẩn lúc hiện, hành tung vô định quá. Em sợ chậm trễ thì lại xảy ra án mạng nữa, cho nên quyết tới đây để giải quyết cái bóng đen độc ác đó. Với lại có bộ thổ thần trong tay, có tiên cô nữa, em mới tự tin vậy á. Chỉ là không ngờ dù chỉ là một phần hồn, nhưng mà bà ta quá mạnh, em không đấu lại. Bùa thổ thần chỉ ngăn được khí thuật sư điều khiển tâm trí của mình thôi, chứ có phải nó làm cho cô có thêm sức mạnh đâu. Mà cô lại tự tin như vậy chứ? Thì bùa chú của Vũ gia đương nhiên đối với em là đỉnh nhất rồi. Anh đừng có mà xem thường nó vậy chứ. Tôi thua cô thật sự đó. Rồi, chắc cũng đỡ đau rồi, về nghỉ ngơi đi. Đừng tới đây nữa, mọi chuyện cứ để tôi lo. Bây giờ tôi phải truy bắt tên khí thuật sư kia và kết thúc mọi chuyện. Có cần tôi đưa cô về không? Không cần đâu. Xe máy em giấu trong lùm cây dưới kia kìa, em tự về được. Giờ ở đây an toàn rồi, cô tự mình đi xuống dưới nha, tôi đi trước. Anh vẫn không an tâm về Tiểu Tiên, liền dặn dò thêm. Nếu được, mong cô hãy quay lại bảo vệ Tiểu Tiên. Em ấy hiện nay thân thể lẫn linh hồn đều bị thương, dễ bị tà khí yêu ma quấy thân, sợ không có người bảo vệ sẽ gặp nguy hiểm. Em biết mà, em chỉ tính tới đây chút xíu thôi, cho về chăm sóc cho nó nè. Long gật đầu, không biết là lời cảm ơn vì quan tâm tới an nguy của Thủy Tiên hay là đồng ý với lời Bích Vi nói. Nhưng dù vì lẽ nào thì anh cũng luôn lo nghĩ cho cô gái nhỏ mà mình yêu. Nói xong, Long quay lưng tìm vị trí, dùng dây cài mắt ở thắt lưng, đu dây từ phía tầng thượng mà trượt xuống. Con Hậu Tiên cũng thuận thế mà nhảy lên vai anh, hai chủ tớ đu dây xuống. Bích Vi nhìn theo mà nói: Ủa, anh Tài giỏi vậy, sao phải dùng dây đu người xuống vậy? Sao bay xuống cho nhanh? Cái cô nhóc này tưởng người ta là Tôn Ngộ Không, có 72 phép thần thông hay sao? Biết bay, biết phép thuật hay sao chứ, mà cứ hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Anh trầm giọng lên tiếng, không để cho cô phát hiện ra giọng cười của mình. Tôi cũng là người trợn mắt thịt như cô, bay xuống từ đây có mà tan xương nát thịt của cô nhỏ. Quá ra idol cũng là người bình thường hả? Nói xong câu đó thì không còn thấy bóng dáng của Vũ Long nè. Thủy Tiên à, tôi nghĩ người ta quan tâm bà chứ không hề đơn giản xíu nào đâu. Coi chừng idol của tôi á sẽ là người cạnh tranh với anh Cha Vinh. Tiên ơi là Tiên, lần này mà không khai ra cái mối quan hệ của bà với idol, tôi hứa sẽ nghỉ chơi với bà một tháng luôn. Nhưng mà chấm điểm á thì tôi vẫn cho idol tôi điểm cao hơn bên nha. Con nhỏ hưng phấn với suy nghĩ của mình, như thể chính nó đang ở trong câu chuyện này vậy. Tự nó ra điểm, rồi cũng tự nó đánh giá, quyết định yêu thương cho bạn của mình.
Vũ Long phóng xe theo hướng Bộc Tinh Linh và Máu dẫn đường để tìm khí thuật sư. Anh chỉ có thể nhìn theo những dải như tia sáng ở trên không mà đi theo hướng đó. Người đi trên đường bộ thì đương nhiên khác hoàn toàn so với hướng bay thẳng. Cho nên trầy trật mãi, Vũ Long mới có thể tìm được đích xác nơi anh đang tìm kiếm. Không thể ngờ được, Bộc Tinh Linh lại chỉ hướng về một cái bệnh viện cũ tọa lạc ở bên cạnh bờ sông, rồi tan biến đi. Vũ Long chỉ có thể lần theo đó mà đi tìm. Ở đây là một tổ hợp khu nhà gồm các tòa nhà mới cũ đang xen. Tòa nhà 3 tầng kiến trúc xưa cũ bên phải có vẻ đã được xây dựng cách đây hàng chục năm rồi, đã dần xuống cấp theo thời gian. Tòa bên trái trông có vẻ mới hơn, chắc mới được xây dựng. Khu này được đề bản hướng dẫn là khu vực sảnh tiếp nhận bệnh và cấp cứu. Lối đi vào cũng được chia làm hai cổng rõ rệt, cũ mới đối lập, được nối với nhau bằng các mái che dài và khoảng thông qua lại giữa hai sảnh. Khu vực bên phải là lối để xe cho người thăm khám chữa bệnh, được chia thành các hàng khác nhau, một bên đi vào, một bên đi ra. Tất cả đều mang dáng vẻ cũ kỹ của thời gian. Đến cả cổng ra cũng trái ngược hoàn toàn so với bên còn lại. Lúc này đã gần 8 giờ tối, chỉ có lác đác người ra vào thăm bệnh nhân. Một số người thì tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào. Cũng có một số bác bệnh nhân vẫn mặc đồ xanh của bệnh viện đi ra trước cổng. Có lẽ họ muốn mua thứ gì đó, hoặc đơn giản là đi lại cho thay đổi không khí ngột ngạt của một ngày. Vũ Long chỉ có thể chậm chậm đưa xe đi vào, gửi tại bãi đầu xe, giả bộ mình là một người nhà của bệnh nhân để vào thăm bệnh. Anh nhanh chóng theo hướng tinh linh trong không khí mà tìm. Hóa ra đằng sau khu này vẫn còn một số dãy nhà khác nữa, trông cũng cũ kỹ vô cùng. Nó là những dãy nhà trệt được chia từng phòng khác nhau. Trong tổng cộng có tất cả 5 dãy, nằm theo chiều dọc, mỗi dãy khoảng 10 phòng. Men theo hành lang lại dẫn tới lối của những dãy nhà khác. Lần này nó nằm sâu hơn bên trong, nhưng là nằm ngang đối diện với những dãy phòng kia. Hai khu được chia cách với nhau bằng một khoảng sân rộng chừng 5 mét. Ở giữa là khu vực căng tin, bếp ăn từ thiện, phòng giặt đồ. Quả thật là ở đây không hề được xây dựng theo một cảnh quan tổng thể nào hết. Có thể là được kế thừa từ những dãy nhà cũ không được đập đi xây mới, mà chỉ cơi nới thêm xây dựng toàn nhà mới ở đằng trước mà thôi. Bước chân vào bệnh viện luôn đem tới cho người ta cảm giác bí bách vô hình. Dù không hề có ai tác động, nhưng tự chính bản thân mỗi người sẽ luôn cảm nhận được điều đó. Vũ Long thoáng ngẩng lên, là bầu trời đêm đầy sao. Hít thở sâu, trong không khí khô khan có mang theo chút khí lạnh thổi qua, làm cho cơ thể không tự chủ được mà có chút nổi da gà. Đêm nay sẽ là một đêm không bình yên. Anh dừng chân trước một cái phòng bệnh cũ kỹ. Hai bên hành lang là những căn phòng kín cửa cài then, không một bóng người. Anh không nhanh không chậm gõ cửa phòng, dựa lưng vào tường mà chờ đợi. Một lúc sau, có một giọng nói già nua cất lên. Ai đó? Mời vào. Long vặn nhẹ tay nắm, đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là một căn phòng với một cái giường bệnh. Bên trong đầy đủ như một căn nhà nhỏ, có cả nhà vệ sinh riêng và tivi. Chỉ là nó hơi cũ, mang đậm dấu vết thời gian. Bốn góc của bức tường loang lổ nhẹ, cảm giác như những căn nhà ở khu chung cư cũ vậy. Có một bà lão tóc bạc đang ngồi trên xe lăn, mắt đang hướng nhìn ra phía cửa sổ, đưa lưng về phía cửa ra vào. Lòng chỉ thấy bóng lưng của bà, đoán chừng tầm hơn 50. Cơ thể nhỏ bé gầy sộp, nhìn vô cùng đáng thương. Nếu chỉ nhìn hình dáng bên ngoài thì không ai có thể nghi ngờ được chính bà đã hại chết 6 mạng người tại khu chung cư kia. So với cái bóng đen hung ác và tàn nhẫn thì nhân dạng này của bà là đối lập hoàn toàn. Không hề quay lưng, nhưng bà như biết được ai là người đang tới đây. Bà nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu thanh niên à, không ngờ cậu lại tìm đến được đây. Quả là không tầm thường. Ta đánh giá cậu thấp rồi.
cũng không có gì. Nếu bà không làm điều ác thì có lẽ không việc gì mà tôi phải truy đuổi tới đây. 6 mạng người, 6 cô gái trẻ. Bà có nghĩ rằng bà giết người như vậy thì kiếp này sẽ không được luân hồi nữa hay không? Thiên lý tuần hoàn, ác giả ác báo không bao giờ sai. Mục đích của bà khi lấy mạng của họ là gì? Ta làm như vậy thì cũng đã biết chắc kết cục của mình rồi. Chỉ là ta không cam lòng. Bà là một khí thuật sư, là lão thần của hệ phái, cả đời phải thờ phụng khí thần tại Yên Hạc Sơn. Tại sao lại ở đây? Bà ta không lên tiếng, nhẹ nhàng dùng tay đẩy bánh xe lăn quay lại, mặt đối mặt với Vũ Long. Trong con mắt lộ ra một nét sắc bén tinh tường, nào có chút gì là ánh mắt của một người lớn tuổi. Có chăng chỉ bị vẻ bề ngoài che giấu. Cả hai người đối mắt với nhau, không nhanh không chậm, đợi đối phương lên tiếng. Chàng trai trẻ, thôi thì để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện. Yến Hạc Sơn năm xưa được mọi người biết đến là một môn phái thờ khí thần. Bao lâu nay có phong tục cứ 10 năm một lần, các khí thuật sư sẽ làm một nghi thức thay thế một thánh cô mới. Thánh cô sau khi làm lễ truyền ngôi thì sẽ bị đẩy xuống một cái vực sâu thẳm nằm giữa núi để mà xoa dịu những cảm xúc tiêu cực từ những người tự sát trên núi. Nếu không, hắc khí từ đó sẽ lan tràn, hủy diệt toàn bộ ngọn núi. Thánh cô đời thứ 20, lúc gieo mình xuống vực, vô tình không chết. Nàng kẹt lại tại một vách đá với thương tích toàn thân. Hắc khí dưới đáy vực đánh hơi tới nàng, liền sôi sục mà tràn đến. Lúc chúng chuẩn bị thâm nhập vào cơ thể của thánh cô để mà giết chết nàng, thì đột nhiên có một cái bóng đen từ đâu nhảy xuống, tạo ra một kết giới bao bọc lấy nàng, cố gắng cứu nàng khỏi đám hắc khí kia. Nàng ngước mặt lên, nhận ra đó chính là một nữ khí thuật sư. Tên bà ta là Khí Hòa, là một nữ khí thuật sư trên núi thân tín với thánh khôn. Tuy nhiên vì trót lỡ yêu một nam tín đồ giáo phái mà mang thai. Biết tội mình to lớn, bà ta tới xin chịu tội với thánh khôn, xin được chết cùng với con của mình. Nào ngờ thánh cô không những không trị tội mà còn bao che cho bà, giúp đỡ bà sinh con thuận lợi. Sau đó còn thu xếp cho đứa trẻ một chỗ ở cách xa ngọn núi, tránh tai mắt từ những khí thuật sư khác. Bởi thế bà rất cảm kích tấm lòng của thánh cô. 5 năm sau, khi đứa bé lên được 5 tuổi, cũng là thời điểm thánh cô phải thực hiện nghi thức gieo mình xuống vực sâu. Vì thương mến và chịu ơn thánh cô nên bà âm thầm đi theo, đợi khi nàng nhảy xuống đáy vực thì cứu lấy. May mắn làm sao, nàng lại bị kẹt tại một vách đá chứ chưa rơi hẳn xuống. Lúc bà tới nơi, đám hắc khí chuẩn bị nuốt chửng lấy nàng, thì bà đã nhanh tay hơn, phá hủy các viên đá thạch anh chứa các cảm xúc tiêu cực từ những người tự tử bị ném xuống đây, dần đẩy lùi đám hắc khí bảo vệ thánh cô. Sau đó men theo dây thừng mà trèo lên miệng vực. Bà quyết mang theo con trai và thánh cô bỏ trốn khỏi nơi này, vì bà biết bọn khí thuật sư khác sẽ không tha cho bà, bởi một trong số chúng vô tình biết được chuyện bà có con. Ngoài mặt thì vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng bọn chúng đã lên kế hoạch để giết chết cả bà và con trai trong ngày thánh cô gieo mình xuống vực. Vô tình làm sao bà lại biết được kế hoạch bí mật đó, nên bắt đầu suy tính mọi chuyện. Bà cõng thánh cô đang hôn mê trên lưng, trốn chạy về ngôi nhà ẩn ở dưới chân núi, nơi có con trai đang trốn. Tuy nhiên lúc tới nơi, bà thấy có vài người tu nữ đã xuất hiện ở đây. Vài người trong đó bước tới, lôi sành sạch con trai bà mà đấm đá nó túi bụi, rồi nói: "Mẹ mày đã sinh ra mày làm ô uế Yến Hạc Sơn. Nếu không phải bà ta là thân tín của thánh cô thì có lẽ mày không còn trên đời này đâu. Bọn tao muốn giết hai mẹ con mày từ lâu rồi nhưng không thể. Bây giờ đã có thánh cô mới, mẹ con mày phải chết để đền tội cho khí thần. Tiếc là mẹ mày chạy trốn nhanh quá, bọn tao tìm mãi chẳng ra. Giờ thì đành để mày làm mồi nhử cho nó vậy."
Thằng bé sợ hãi, bị bọn họ nhốt lại trong nhà để làm mồi nhử đợi bà tới, để bắt cả hai người một lượt. Ai ngờ đứa nhỏ thông minh men theo lối thông đạo mà bà đã chuẩn bị từ trước, chạy trốn khỏi đám người ác độc kia. Bà Khí Hòa thấy con trai bị như vậy, lòng đau như cắt, muốn chạy ra cuốn lấy con mình. Nhưng còn Thánh Cô phía sau, nếu làm như vậy thì cả ba đều sẽ mất mạng. Bà âm thầm quan sát ngôi nhà cho tới khi bọn tu nữ hô hoáng đứa trẻ đã trốn thoát rồi, mau đi truy bắt, bà mới thực sự an tâm là con trai đã trốn rồi. Nó đã được bà căn dặn chỉ dẫn rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không bị rơi vào tay chúng. Còn bà không thể ở lại đó lâu để mà tìm tung tích của con trai. Bà buộc lòng phải đem theo Thánh Cô rời khỏi núi Yến Hạc Sơn. Một khi bị phát hiện Thánh Cô còn sống, chắc chắn bọn họ chỉ có con đường chết mà thôi. Thánh Cô do bị hắc khí nhập thân, thêm phần rơi từ trên cao xuống, nên cơ thể bị thương nặng nề. Hồn phách cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ còn một hơi thở lay lắc duy trì. Bà vội đưa nàng đến bệnh viện, nhưng thương tích quá nặng, họ liền chuyển cho cả hai xuống phía nam. Cuối cùng là chốt địa điểm tại cái bệnh viện này, giữ lấy mạng sống cho nàng gần 20 năm. Nhưng chỉ là đời sống thực vật mà thôi. Chi phí toàn bộ là do trước khi rời núi, bà đã tức thời gom góp được rất nhiều của cải từ trước đó, rồi ngày đêm tìm cách cứu nàng. Bởi vì người có ơn với bà không thể để Thánh Cô mất mạng được. Bao nhiêu năm trôi qua, dù làm cách gì cũng không thể làm cho Thánh Cô tỉnh dậy. Nàng chỉ nằm đó an tĩnh trong đống dây nhợ ngoằn ngoèo, duy trì sự sống. Tung tích con trai cũng không tìm được, dù bà đã làm mọi cách, khiến cho bà như muốn phát điên. Nếu không phải vì cứu Thánh Cô thì có lẽ bà đã gục ngã rồi. Biết bao nhiêu bác sĩ khuyên nhủ bà nên ngắt ống thở để cho nàng được thanh thản ra đi, nhưng bà tuyệt nhiên không chấp nhận điều đó. Dù có phải hy sinh cả mạng sống này, bà cũng phải cứu cô ấy. Là người, trọng nhất phải là có ân báo ân. Lúc bà rơi vào cảnh khốn cùng, chỉ có Thánh Cô đã ra tay tương trợ. Phải kể đến cũng thật là hữu duyên, khi bà quen được vị bằng hữu kia, người đó biết được thuật hồi hồn của tộc người bí ẩn. Đã 20 năm trôi qua, Thánh Cô chưa tỉnh. Nếu không làm gì thì thật sự người sẽ không tỉnh lại mất. Hồn lìa khỏi xác quá lâu sẽ khiến cho họ lạc lối trong cõi lục đạo, quên đường về với thể xác. Không còn cách nào khác, bà buộc lòng phải dùng cách tà đạo của tộc người kia, là thu hồn phách của 6 cô gái trẻ để làm hợp thành hồn phách cho Thánh Cô. Còn tại sao phải chọn 2 khu chung cư kia? Đó là bởi vì vị trí của nó. Khu đó u ám, âm khí dày đặc, hoang tàn không có người ở, dễ dẫn dụ được người khác tới để bắt hồn. Bà đặt kết giới tiên thuật xung quanh, không cho cô hồn ngạ quỷ tới gần. Kết giới này sẽ che đi hồn phách của một người bị chết mà không bị âm phủ phát hiện. Sau đó dùng phép xuất hồn, thể xác vẫn ở bệnh viện, nhưng linh hồn tự do đi đến chung cư mà chiêu dụ các cô gái trẻ tự sát, thu giữ hồn phách thay thế cho những phần bị mất của Thánh Cô, nhằm giúp nàng hồi tỉnh lại. Tất cả những cái chết đều xảy ra vào chiều tối muộn, vì chỉ như thế mới khiến cho âm khí cực thịnh, không bị dương khí ban ngày xâm nhập. Chỉ là hiện nay, dù đã hấp thu được hồn phách của các thiếu nữ, nhưng Thánh Cô vẫn chưa tỉnh, vì cần có một người pháp lực cao cường, hợp mệnh mà đã thông 5 huyệt đạo: Thần Đình, Thượng Tinh, Bách Hội, Cường Giang và Phong Phủ. Kể đến đây, bà Khí Hòa khẽ rung lên, cơ thể như muốn rời khỏi xe lăn mà quỳ xuống trước mặt Vũ Long. Ta xin cậu, cái chết của những cô gái đó đều là do ta, do chính bản thân ta hãm hại, không liên quan gì tới Thánh Cô cả. Tất cả mọi chuyện ta sẽ trả giá cho tội lỗi của mình. Ta chỉ xin cậu hãy giúp Thánh Cô và giúp ta tìm gặp đứa con trai lần cuối trước khi ta trả giá. Sau đó muốn bắt muốn giết thì tùy cậu, ta chấp nhận hết. Bao nhiêu năm nay
ta luôn tìm kiếm tung tích con trai, nhưng đều vô vọng cả. Bà ta như có như không mà khóc nức lên từng tiếng, giọng nói đứt quãng thật đáng thương. Là ta có lỗi với nó. Ta không xứng đáng là một người mẹ tốt. Bà ôm mặt khóc nức nở. Vũ Long ngay lúc bà ta quỳ xuống đã tới đỡ bà ta lên. Nói cho cùng, bà cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị ân oán che mắt đi. Long nhíu chặt lông mày, khuôn mặt căng thẳng như đang liên kết các chuỗi thông tin trong đầu. Anh thở dài, giọng cũng nhẹ xuống, không còn gay gắt như ban đầu. Nhưng mà nói cho cùng, chúng ta không thể dùng lý do để mà bao biện cho việc làm của bà được. Bà muốn cứu thánh cô, nhưng lại giết người bắt hồn phách của họ là điều trái với luật trời. Nhân quả luân hồi bà sẽ phải trả giá. Bà có nghĩ tới họ cũng là người, có gia đình, có cuộc đời riêng họ hay không? Bà cứu một người mà giết nhiều người như vậy, có thực sự là đúng hay không? Bà không biết nỗi đau của những người ở lại hay sao? Đó là cả một cuộc đời không thể nguôi ngoai đó. Bây giờ ta có nói gì cũng vô ích. Để tình hoàn cảnh của bà, ta sẽ giúp bà toại nguyện. Và ta thiết nghĩ ta biết con trai của bà ở đâu đó. Bà lão vẻ mặt vui mừng lắm, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, nụ cười thoáng trên môi, giọng kinh hỉ không thôi. Thật sao? Cậu nói thật sao? Có chắc là con trai của ta không? Ta không biết chắc có phải là con trai của bà hay không, nhưng mà câu chuyện của bà kể cũng gần giống với câu chuyện của một người mà ta nghe được. Anh ta là trẻ mồ côi, được người ta cứu ra từ Yên Hạt Sơn. Nếu bà muốn gặp, ta sẽ sắp xếp để anh ta tới gặp bà. Chỉ là... Bà lão lấy tay đưa lên con mắt đã trũng sâu, đầy nếp nhăn, mà lau đi những giọt nước mắt đọng ở khóe mi. Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể run run vì xúc động. Dù chỉ là 1% cơ hội, bà vẫn hy vọng người đó là con trai của mình. Cảm ơn cậu. Ta cảm ơn cậu rất nhiều. Cuộc đời này ta chỉ có hai điều bận tâm, là con trai và thánh cô. Chỉ mong cậu giúp cho ta. Bạn tâm đi, chuyện ta đã nói, ta nhất định thực hiện. Và sau hết, ta sẽ bắt bà quy án, chịu mọi hình phạt cho lỗi lầm của bà gây ra, mới có thể làm cho những người nhà và gia đình của người bị hại an yên được. Hồn phách của 6 cô gái kia đang ở đâu? Ta muốn làm lễ siêu độ cho họ. Ta sẽ giúp thánh cô đã thông 5 huyệt đạo kia. Nhưng mà có tỉnh lại được hay không thì cũng là cơ duyên của nàng ta. Còn hồn phách của 6 cô gái đã nhập vào người thánh cô hay chưa thì ta cũng sẽ cố gắng thông linh siêu độ cho họ. Bà lão hơi chần chừ nhưng cũng không nói gì. Vẻ mặt vui mừng lúc nãy được thay thế bằng một khuôn mặt có chút biến sắc, u buồn. Vũ Long cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ giọng nói. Thánh cô hiện giờ đang ở đâu? Bà dẫn ta tới gặp cô ấy đi. Bà lão nhẹ giọng trả lời, trong giọng mang theo âm sắc nức nở. Không phải là tiếng khóc, mà làm cho người ta cảm nhận được một sự cô độc. Khuôn mặt của bà cúi gằm xuống, không để Long nhìn thấy rõ biểu cảm. Có một thứ gì đó bị che giấu. Thánh cô ở cách đây không xa, ở dãy nhà số 2, phòng 209, cách đây 2 dãy nhà. Ta cũng thật sự mệt mỏi rồi. Cậu hãy qua đó một mình có được hay không? Cậu an tâm, cái thân già tàn phế của ta chẳng thể đi đâu được giờ này. Thanh cô giờ đây đã ở trong tay cậu, ta cũng không bỏ nàng ở lại đâu. Vũ Long đưa mắt nhìn bà lão. Với cơ thể của bà ta như thế này cũng không thể đi đâu được. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Thánh cô và con trai bà ta còn đang trong tay anh. Bà ta muốn trốn cũng không trốn đâu. Long buông lỏng cảnh giác, để cho bà ta có thời gian nghỉ ngơi,
trước khi cậu bắt đi quy án. Đây cũng coi như là một lần cuối để cho bà ấy được tự do. Anh nhẹ chân bước ra bên ngoài. Trước khi bước ra cửa, không quên đóng chặt cửa ngoài mà chốt lại, phòng trường hợp bà ta muốn chạy trốn. Long đưa mắt nhìn vào trong. Bà lão vẫn quay lưng, hướng mắt về phía cửa sổ đen tối, thần thức như rơi vào một cõi mộng xa xăm. Bà yên lặng ngồi đó, tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc. Nếu không phải vừa nói chuyện với bà, thì Long sẽ còn nghĩ bà là một pho tượng mất. Anh chậm chậm quay lưng bước đi, mà không biết bà lão đang làm hành động gì đó rất bí mật. Hóa ra những gì bà kể cho Vũ Long nghe chỉ là một phần của câu chuyện. Thuật hồi hồn không chỉ là dùng 6 mạng người như lời bà nói, mà là phải 7 hồn phách mới đủ. Đây là vu thuật của tộc người luyện trùng Á Bắc. Mỗi một người, dù là nam hay nữ, đều chỉ có 3 hồn 7 phách. Thể phách chính là thân xác thịt, tinh anh chính là linh hồn. Họ cho rằng con người sống được là nhờ tam hồn thất phách đó điều chỉnh mọi hoạt động và tư duy. Thuật tụ hồn này vô cùng tà ác, phải lấy hồn phách của 7 cô gái trẻ mà thay thế cho hồn phách của người đang cần mới giúp cho họ tỉnh lại, gọi là cải tử hoàn sinh. Không những vậy, nguyên khí từ những cô gái trẻ làm cho người ta có thể duy trì được nhan sắc trẻ mãi không già. Ngoài ra, vẫn còn một cách nữa để tăng pháp lực cho người được hiến tế. Đó là dùng cấm thuật thu 6 linh hồn của các cô gái trẻ, và một linh hồn nữa chính là người tự mình hiến tế. Người này đã có pháp lực cao cường, sử dụng thêm một thuật pháp nữa gọi là song mệnh liên sinh, để chuyển nguyên thần của mình hoàn toàn qua cho người mình muốn truyền. Cũng giống như nội công thâm pháp của người xưa, khi muốn truyền nội lực qua cho người khác. Nhưng cấm thuật này phức tạp hơn, và người hiến dâng buộc phải chết. Bà ta lừa Vũ Long về việc đã thông kinh mạch cho thánh cô, giúp bà kéo dài thời gian làm cấm thuật. Đã có được hồn phách của 6 cô gái rồi, nhưng vẫn còn thiếu một người. Sinh mạng của bà cũng đã tận, sống thêm một vài năm nữa mà bị giam cầm trong ngục tối về những tội ác mình đã làm ra, thì cũng chỉ khiến cho con trai mình mang tội hơn mà thôi. Bà không thể liên lụy tới nó hay là thánh cô được. Mọi tội lỗi trên đời này hãy để cho bà gánh vác. Hai tay bà kết thủ ấn, ngón trỏ của bàn tay trái có cột một sợi chỉ đỏ. Chỉ này là chỉ đồng tâm nối sinh mạng. Hóa ra trên ngón trỏ tay trái của thánh cô cũng được cột một vòng chỉ đỏ đó. Bà ta đã chuẩn bị từ trước mọi chuyện, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, chưa hoàn thành được thuật pháp thì mình sẽ dùng cấm thuật. Đúng là lo lắng không bằng thừa. Dù có muốn hay không, bà vẫn phải làm cấm thuật để làm thức tỉnh thánh cô. Bà ta rạch một đường trên đầu ngón tay để máu thấm đỏ sợi chỉ. Bà bấm quyết, miệng niệm khẩu quyết. Tức thì khí đen bao trùm cả người, sợi chỉ đỏ như có sinh mệnh, sáng lên thành đường ánh sáng trắng tinh khiết, long lanh, nối thành một sợi dây vô hình giữa bà và thánh cô. Bà có thể cảm nhận được sự tán loạn trong nguyên thần của mình. Nó đang dần được chuyển hóa qua chiều bên kia của sợi chỉ đỏ. Không biết thời gian qua được bao lâu, cơ thể bà suy tàn, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt vô cùng. Sợi chỉ đỏ cũng quay trở lại hình dạng vô tri như ban đầu. Bà biết sinh mạng của mình đã tận, bà chỉ có thể gửi hết tính thác của mình về đứa con trai cho thánh cô. Bà biết thánh cô chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nguyên thần của bà đã chuyển hoàn toàn cho cô, tất cả, kể cả sinh mệnh và pháp lực của bản thân. Giờ đây chỉ còn lại chút hơi tàn. Bà đã quay về hồi ức những ngày còn ở Yến Hạc Sơn, nhớ về đứa con trai bé bỏng của bà. Chỉ đành hẹn kiếp sau, nếu còn được làm người, bà sẽ bù đắp tất cả cho con. Đầu bà nhẹ nhàng gục xuống trên xe lăn, hơi thở đã tận, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể dần mất đi sinh mệnh, cứng đờ bên khung cửa sổ.
Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Chung cư tự sát, tác giả Triết Sâm. Ngày hôm nay Huy cảm rất là nặng, cho nên là cái quá trình đọc cái giọng Huy rất là khàn và nó bị vấp, bị ho rất là nhiều. Vì vậy mọi người, nếu mà ai mà khán giả nào mà xem trên video sẽ thấy cái hình nó hơi bị giật giật, là do các bạn kỹ thuật đã xử lý hậu kỳ, cắt bỏ đi những cái đoạn đó, và cộng thêm cái tiếng rất là khàn, cho nên là cái giọng đọc nó cũng không có được như bình thường. Mong là mọi người thông cảm cho cái chất lượng diễn đọc truyện nó bị giảm sút trong hôm nay và có thể là vài ngày tới. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ Chung cư tự sát nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.